kính chào toàn thể mấy anh chị, cô chú và các bạn. Hôm nay nhạc sĩ Hoàng Việt và em gái Phương Linh sẽ hát tặng cho mấy anh chị hai lớp Miên Hậu Hồi Cung. Cái này là nó vui mà nó dễ thương lắm. Mà em hai em gái hát mà có gì sai sót hay là cái gì, anh chị xin mong anh chị cũng bỏ qua dùm cho em nha. Rồi, xin mời em. Trời ơi, khách quan ơi, em nói cho khách quan nghe nha. Quán của em á, toàn là gái đẹp không hà. Bây giờ để em giới thiệu nè, và anh chọn hai nha. Đầu tiên sẽ có cô em ở miền Trung, chiều cao một thước mốt chân bị hình cung. Cô ngồi gầy quê tương vị hài hà, có em xứ biển nước và đèn tiền. Nếu thích người nào thì cho ra tiếp ngay. Trời ơi, sống qua đêm ra mà làm chi, tìm cô em khác nếu muốn đi miền Tây. Dân cào tha thứ cặp ngang lưng dài, có ngày như ý thì nó hồi hồi phèn. Chiều thôi